Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Cần Thơ 365. Hôm nay em đang có mặt tại đường Lý Thái Tổ. Cái đường này thì các bạn có thể đi từ cầu Quang Trung chạy qua một chút xíu thì chúng ta quẹo bên phía tay trái. Đó thì đối diện với trường mầm non Song Ngữ Hoa Kỳ thì mình phát hiện ở tuyến đường này có bán rất là nhiều hoa kiểng quý cô chú anh chị ơi. Đó những cái hoa rất là nhiều luôn. Đó đặc biệt thì hôm nay mình phát hiện một cái lô bông giấy cẩm thạch rất là đẹp quý cô chú anh chị. Đây là cái lô bông giấy cẩm thạch thì mình sẽ đến để review cho quý cô chú anh chị một vòng xem những cái gốc ở đây. Đó, bông giấy cẩm thạch rất là nhiều màu, màu đỏ rồi màu hồng lá rồi là rất là đẹp nha quý cô chú. Đó, ở đây là mình sẽ review sơ một cái rồi mình sẽ trực tiếp hỏi cái giá dao động nó là khoảng bao nhiêu hết quý cô chú anh chị. Đó coi những cái cây ở đây thân đồ rất là đẹp quý cô chú. Cái chị chủ này là ở Bến Tre qua nha. Đó lần đầu tiên qua bên Cần Thơ mình luôn. Đó những cái bông giấy cẩm thạch. Wow. Rất là đẹp. Đó, hoa ha, bông giấy cẩm thạch, cái lô bông giấy cẩm thạch. Đặc biệt là cái thân nè. Đó, cái này là gốc Mỹ ghép cẩm thạch thôi quý vị. Đó, thân nó lắc lượng nè. Đó, đế rất là đẹp. Cái chậu nè. Đó, mọi người xem cái chậu cũng chất lượng ha. Chậu rất là đẹp. Đó, bên đây coi. Wow. Đó, cái chậu nè, cũng rất là đẹp ha. Đó. Cái đế này có cái này nó có hai màu á quý vị. Đó, cái màu hơi đỏ đỏ nè. Đó, lá cẩm thạch ha, màu rất là đẹp. Ở trên màu hồng. Đó thì mình sẽ quay cho quý vị xem từng cây luôn. Đó, ở trong đây nữa, trong đây có mấy cây rất là đẹp. Rất là đẹp quý vị. Đó, ở ngoài này thì nguyên một hàng luôn. Nói chung là gốc Mỹ hết nên quý vị nhìn cái đế rất là đẹp. Có cái hoa nè. Đó, cái hoa nè, cái hoa rất là đẹp ha. Lá cẩm thạch. Cái chậu này bằng đá luôn quý vị. Không phải cái chậu xi măng hay đá mình không biết, nhưng cái chậu rất là cứng. À, rất là đẹp nha. Nguyên cái lô này rất là chất lượng quý vị. Đang có mặt ở đường Lý Thái Tổ. Cái này là đối diện với trường mầm non Song Ngữ Hoa Kỳ quý vị. Có cái lô này nè. Mới lên rất là đẹp. Đó cái chậu này nè, quý vị xem đế nè. Đó, mình xem cây trước ha, một hồi mình sẽ hỏi giá để cái giá dao động ở đây là khoảng bao nhiêu để cho quý vị có thể dễ lựa chọn á. Gốc rất là to quý vị. Xoắn nè, to nè. Rất là to. Đó, rất là đẹp nha. Đó. Bông giấy cẩm thạch thế quý vị. Đó, bên đây cũng vậy luôn, những cái bông giấy cẩm thạch đế khá là to. Đó, đế rất là đẹp nha. Đó. Đó, ở đây nè, ở trên đây cũng rất là đẹp. Đó. Đó, quá chừng luôn. Chị ơi, giá đây mình dao động khoảng nhiêu chị? À, bà chủ nói là 1 triệu rưỡi đến 2 triệu rưỡi nha quý vị. Bà chủ bịt mặt nè, quý vị đi ngang có gặp bà chủ nha. Chào các bà chủ ơi.
Bà chủ hơi ngại nên không có ra quý vị ơi, nhưng mà rất vui vẻ nha. Đó, đa số là cây ở đây là chất lượng đó quý vị, chậu đẹp mà lại đế đẹp nữa, tuyệt vời quý vị ơi. Có đế nè. Đó, ở trong kia còn mấy cây nữa. Cái lô này mình qua hồi nào chị? À, mới qua ngày 23 luôn nha quý vị. Nhanh chân đến đêm thôi là hết á. Tại vì thấy cây rất là đẹp luôn. À, hôm nay em chừng là hết luôn á. Chị tên gì? Chị ơi, chị Thúy nha. Cái lô của chị Thúy, quý vị đi ngang thấy bông giấy nào của chị Thúy là gặp là ghé ủng hộ giùm em quý vị. Mời khách đó ủng hộ bán nhanh hết về. Dạ, dạ, về sớm ăn Tết. Toàn là cây đẹp thôi. Đó, bây giờ mình sẽ đi một vòng cho quý vị xem cái nữa nha. Người đẹp Bến Tre mà không chịu lên hình gì trơn. À, rất là đẹp luôn. À, mọi người xem nè. Cái lô này rất là chất lượng quý vị ơi. Mình nhìn là mình thấy khoái rồi đó. Bông giấy cẩm thạch, lô bông giấy cẩm thạch. Mình còn bán bông giấy nào khác nữa không chị ơi? À, có nhiêu đây thôi phải không? Nó đây là cái tuyến đường. Ngoài những cây bông giấy này, quý vị còn có thể tham quan được những cái cúc đại đó nữa quý vị. Đó, cúc đại đó cũng rất là đẹp nha. Rất là to, nó cao cỡ khoảng 6-7 gì đó. Rất là to và đẹp. Ở đằng kia còn rất là nhiều hoa nữa quý vị, cho quý vị có thể lựa chọn. Đó, thì một lần nữa Cần Thơ 365 đã giới thiệu đến quý cô chú anh chị một điểm bán bông giấy cẩm thạch, nó ghép gốc Mỹ á, rất là đẹp rồi. Rồi, một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả quý vị luôn ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo ạ.